Làng giải trí Thái Lan đang sốt sình sịch với một bài viết cực hot tố mỹ nhân đình đám giới giải trí giật chồng của người khác. Đáng chú ý, thủ đoạn ngoại tình của cặp đôi này tinh vi đến mức ai cũng cảm thấy xót xa cho vợ của sao nam kia. Hiện tại, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Binathip, mỹ nhân sinh năm 1982 của xứ sở Chùa Vàng. Trang Thái Rat tiết lộ với người hâm mộ như sau. Một nữ diễn viên cực hot không quan tâm việc sau nam kia đã có vợ, thậm chí bà cả vừa mới sinh con thứ hai nên liên tục thả thính quyến rũ chồng người ta. Cặp đôi này quyết định tan đàn xẻ nghé sau một trận cãi vã lớn, nguyên nhân người chồng viết trong giấy ly hôn là vì chịu nhiều thiệt thòi. Bà cả tức tưởi thuật lại câu chuyện cho hay, giờ đây người chồng đã hoàn toàn dành trọn tâm trí cho tiểu tam, cô không còn cách nào kéo chồng trở về mái ấm với đàn con thơ. Bà cả cũng muốn cho tiểu tam biết rằng, thực chất người chồng cũng không giàu như tưởng tượng. Nói về hoàn cảnh gặp gỡ, được biết, cặp đôi quen biết nhau nhờ sở thích đi lặn. Không chỉ vậy, tiểu tam còn thường xuyên gửi bánh sang nhà người tình một cách trắng trợn. Sau khi tin đồn này được chia sẻ, netizen Thái Lan xôn xao bàn tán về nhân vật tiểu tam là ai. Hiện tại, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Binathip, mỹ nhân sinh năm 1982 của xứ sở Chùa Vàng. Bi nổi tiếng là sao nữ có sở thích lặn và làm bánh. Trên Instagram của huấn luyện viên The Face Thái Lan này, tràn ngập những bức hình ghi lại khoảnh khắc cô nàng đi du lịch khắp mọi nơi, thường xuyên đi lặn tại các bãi biển nổi tiếng. Hiện tại, đây mới chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng. Binathip vẫn chưa đưa ra phản hồi nào về việc bị netizen giấu tên trong drama lần này. Tuy nhiên, phần đông dân tình đều cho rằng người vợ trong câu chuyện trên vô cùng đáng thương vì giờ đây cô phải một mình nuôi hai đứa con thơ. Binathip đang là một trong những siêu sao hạng A Thái Lan và có lượng fan không nhỏ tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tên của cô nàng từng gắn liền với những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Dòng Máu Phượng Hoàng, Cuộc Chiến Của Những Thiên Thần và đặc biệt là vai trò huấn luyện viên hổ báo với thần thái chấp cả thế giới tại The Face Thái. Trước khi đến với nghiệp diễn, Binathip từng gia nhập ngành giải trí từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu, nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ từ khán giả. Bên cạnh vẻ đẹp thần kỳ được pha trộn giữa nữ tính với góc cạnh, ngọt ngào với cá tính, toát lên sức hấp dẫn khó lý giải, Binathip còn là một trong những ngôi sao đa năng bậc nhất của showbiz xứ Chùa Vàng vì cùng một lúc có thể đảm nhận nhiều vai trò. Cô đã thử sức và giành được phản hồi tốt ở tất cả các lĩnh vực diễn xuất, ca hát, trình diễn thời trang, dẫn chương trình. Đặc biệt, năng lực diễn xuất của Bi nhận rất nhiều lời khen của người hâm mộ Thái nói riêng và khán giả châu Á nói chung. Trong 20 năm thử thách ở mảng truyền hình, cô đã nhận hơn 14 chiếc cúp tại các giải thưởng phim lớn, góp phần khẳng định vị thế diễn viên thực lực của mình. Về chuyện tình cảm, Binathip từng hẹn hò với Kaylee Thanabat, nam diễn viên sinh năm 1971 của đài CH7 trong suốt 5 năm trời. Chuyện tình của cặp đôi này từng khiến báo giới tốn không ít mực giấy và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Từng tính đến chuyện kết hôn, nhưng vào năm 2011, cả hai bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sau đó, truyền thông xứ vàng đã dấy lên hoài nghi mối quan hệ giữa Kaylee và Bi tan vỡ là vì người thứ ba, Nick Hoon, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 2PM. Chính Nick Hoon đã phải lên tiếng phủ nhận thông tin này. Sau đó, Bi công khai tình cảm với Him Isari Yakumhat Ramkit, giám đốc điều hành của Royal Motors, một doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối xe ở Thái. Báo Thái Lan đưa tin, Him Isari Yakumhat Ramkit du học ở Anh từ năm 10 tuổi và học tập tại đó trong vòng 15 năm. Anh tốt nghiệp Đại học Queen Mary, danh giá ở London và sau đó bắt tay vào sự nghiệp kinh doanh và có được thành công như ngày hôm nay hoàn toàn tự lập. Ở thời điểm đó, Bi cho biết cô vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn, bởi vì kết hôn rồi thì phải tập trung lo cho con cái và gia đình. Nếu như bạn trai có cầu hôn thì sẽ đính hôn trước rồi mới tổ chức đám cưới sau. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, có nhiều thông tin cho biết mỹ nhân Dòng Máu Phượng Hoàng đã chia tay Yakumhat Ramkit. Dù đã gần 40 tuổi, hình ảnh của Bi vẫn tràn ngập trên truyền hình và trên các trang bìa tạp chí. Bi cũng thường xuyên đăng ảnh mặc áo tắm lên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần thể hiện rõ niềm tự hào về vóc dáng của mình. Ở Thái Lan, phụ nữ muốn được đẹp như Binathip và đàn ông thì coi cô là nàng thơ trong mộng. Tới nay, sau hơn 20 năm gia nhập ngành giải trí, Binathip vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, quyến rũ như thời thiếu nữ. Khuôn mặt chị đại người Thái không xuất hiện nhiều dấu vết lão hóa. Trong các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Bi nhiều lần khoe làn da mộc căng mịn, hồng hào. Vóc dáng quyến rũ của huấn luyện viên The Face Thái Lan cũng khiến nhiều người trầm trồ. Vòng eo con kiến của cô không hề có sự khác biệt so với thời điểm vừa gia nhập sàn catwalk vào năm 1996. Hiện tại, Binathip ít đóng phim và xuất hiện trên truyền hình. Cô dành nhiều thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống với gia đình và bạn bè.